Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, giúp khắc phục tập luyện, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Duy Nguyễn THOL. Trời ơi, em có thù với thằng Mập nữa hả em? Đúng rồi, mấy thằng nữa kìa. Ủa, nó lại cái mấy liệu nữa hả? Ai biết nó, xuống nó nói em đối xử với nó tệ bạc này nó kia. Không, em nghe lời anh, em dạy cho nó tận tâm lắm. Tận tâm sao? Thì nó kêu là nó muốn giảm mỡ. Thì đúng em rồi. Dạy cardio cho nó cả ngày. Cả ngày hả? Đúng rồi, nguyên ngày cho cardio thôi, đừng tập tạ. Đúng không? Không đúng, không đúng, không đúng. Cardio á là nó đốt mỡ là tốt, nhưng mà nó là con trai thì phải cho nó tập tạ trước, đúng không? Để cho nó tăng cơ, để sau này nó giảm mỡ nó bị lép. Cái số 1. Cái số 2 nữa, nó cần phải tập tạ để cho nó tăng sinh lý, chứ không về bộ bỏ nó làm sao. Cái chỗ đó là sai rồi, nó mét em là thấy đúng rồi đó. Em dạy tận tâm lắm, em cho nó cardio hoạt động nguyên ngày để đốt mỡ, xong rồi tự nhiên mới xếp 1, xếp 2 nó sẽ cạch. Làm gì có? Nó mới nói nó xỉu nữa. Anh thấy nó tập lâu lắm mà, đâu phải 1 set, 2 set đâu em. Nó xỉu gạch, chứ xong em xuống em thấy nó xỉu tội quá. Em mới pha được bình mát uống cho nó 1 miếng để phục hồi. Cái mát cho PCA nhiều lắm anh. Dạ mẹ, mày học 1 và mẹ học 2. Ở trong mát nó có BCAA, nhưng mà BCAA của nó nằm ở trong protein. Tức là bây giờ là những cái protein nằm ở trong mát đó đó, nó vô cơ thể chúng ta phải phân giải, phân hủy ABC các kiểu là đẻo, xong nó ra được acid amin thì nó mới ra được cái BCAA đó. Hay nó khác là cái BCAA trong mát mà nó muốn chuyển hóa ra cơ thể con người ta hấp thu được rất là lâu. Nhưng mà biết làm sai chỗ nào không? Cái thằng đó mở chưa đủ nhiều thì sao cho đúng mát nữa trời. Em nghĩ là uống một chút xíu sẽ không sao cả. Chút xíu là nhiều. Nó tu nửa bình của em rồi. Em pha mấy muỗng em đó. Ba muỗng mát thịt thép. Ê, hình như là cái mát thịt phách là một serving nó có 2 muỗng là phải không? Không, nó có mấy cái muỗng nhỏ à. Lộn. Thì 3 muỗng là 1/3 liều. 1/3 liều thì cho khoảng chừng 400 calo. Nói chung thì cũng không ác lắm. Nhưng mà em bị sai rồi đó. Mai mốt mấy thằng mập như vậy đừng có cho nó uống mát thì phát. Mát thì phát là sản phẩm tăng cân, tăng cơ, đúng không? Cho những người ta bị thiếu ký. Hoặc là cho mấy thằng mà ham xả đó. Còn thằng mập ú rồi ta vô, ta đã đến ghim người ta mập, chết bà người ta mặc cảm với cuộc đời. Đúng không? Người ta gọi là người ta cảm thấy cuộc đời người ta bây giờ còn phải đi đến THOL Gym Center, gym đẳng cấp để người ta tập. Để người ta thay thế đóng mỡ ra vào động cơ. Đó. Người ta muốn chinh phục cái tầm cao mới. Các bạn nó nhịn ăn nhịn mặc cho trơn trọi rồi. Công sức nhỏ bào, nãy giờ chắc được chừng 200 calo. Cho nó uống bà nó ít máy trị phát lên 400 calo rồi. Trời đất ơi, nó không chửi là may lắm rồi đó em ơi. Anh thấy em cũng hơi kèo ác với nó quá. Chứ mà cái mà sao nó xỉu? Em không biết đâu. Nó tập có ăn gì không? Đợi xíu nó nhắn tin em nè. Gì nữa? Nó hỏi là bây giờ về nó ăn cái gì được không? Rồi sao? Em trả lời em hỏi nó cái. Nó nói em là sáng giờ chưa ăn gì hết. Nó chưa ăn gì hết mà nó tập gym hả? Cũng vlog của anh ra chứ đâu. Đúng rồi, nó đúng, chỗ này nó cũng đúng. Nói chung là chưa ăn gì hết, tập gym cũng đúng. Vậy trước tập uống gì vậy? Đâu uống gì đâu. Thở không khí tập luôn hả? Vậy rồi, trong tập nó cũng uống gì hết anh. Sao vậy, lý do? Em đâu biết đâu, em thấy nó bát cái mình không lên cho em chỉ à. Nhưng mà em nghĩ coi lý do tại sao mà trong tập nó không uống gì mà trước tập nó cũng ăn gì mà đi tập vậy? Thì nó muốn giảm cân á, nó giảm bất chấp mà anh. Nó nói với em là nó sẽ giảm bất chấp luôn á. Nó giảm bất chấp hả? Vậy là trước tập nó không uống gì mà trong tập nó cũng không uống gì. Mà nó nói nó coi vlog của anh thằng nào dạ ác vậy? Bậy rồi, không có rồi, không có giờ chuyện đó hết á. Nó là trước tập mình nhịn là đúng, đúng không? Trước tập nhịn anh cũng nhịn. Nhưng mà trước tập nó phải có reward cao chứ nhịn không rồi lấy gì ra tập. Bây giờ mình nhịn là mình không ăn, để cho mình không mập thôi.
Mình không mập nhưng mà mình phải sử dụng reward cao, nó không calo mà nó cung cấp năng lượng, nó tổng hợp mỡ cho chúng ta, đem mỡ ra đốt này nọ kia các kiểu, mình mới có sức mình tập chứ, mình mới không xẻo. Đúng không? Mà nhiều khi reward cao không mà giúp cái cường độ mà anh tập nhiều như vậy nó chịu còn không nổi nữa đó. Mình phải có thêm BCA trong tập. Cái đó ta kêu là intra workout. Giảm cân là phải giảm cân làm mạnh chứ giảm cân bất chấp thế nào. Bây giờ nó xỉu cái đụng rồi đó. Thằng này vô đây nó xỉu có truyền thống không hay gì đó. Thằng thấy nó xỉu ba lần rồi đó. Mà có một cái á, là em chỉ cho nó đó, thì em không có tận tâm. Anh thấy em có nhiệt tình, em chỉ ba gai quá. Em chỉ kiểu sốc sốc sao á. Sao nó hiểu được. Em phải giải thích cho nó cặn kẽ. Đúng không? Thằng đó nó xỉu hai lần mà nó không bỏ tập là thấy tinh thần nó cao rồi. Đúng chưa? Chứ có nào mà nó mập mà nó vô đây mày xài xẻ nó, ngày nào em cũng xài xẻ nó vậy hết á. Nó đụng tới em mà nó nằm, nó đụng tới em nó liệt luôn à. Không đụng thôi à, đụng tới em nó liệt luôn. Mà nó vẫn kiên trì, nó bám trụ, nó tập lên, nó có tinh thần. Vậy nó yêu em rồi đó. Nó có động lực thì nó yêu cũng được, miễn nó vô đây đóng 800 ngàn cho em là ok nha. Đó, còn nó yêu em thì cũng được, không sao cả. Nên bữa sau gặp nó đó, thằng này em nhìn nhà nó cũng có nghèo đâu. Mấy thằng nghèo ít mập lắm. Đó, thì em phải tư vấn cho nó cái tối thiểu nhất để cho cái trường hợp của mập ú này nè. Tập thì đúng rồi, tập là phải tập game nha em, xong rồi tập cardio chứ phải bạo và cardio còn có tiếng. Đó. Và cái điều cốt lõi nhất là phải có bộ ba tầng thấm. Cực kỳ quan trọng, nó phải đập lipo vô liền. Sáng phải đập lipo để cung cấp năng lượng cái đã. Cái thằng lipo nó tổng hợp mỡ trong cơ thể giải phóng năng lượng để có cái mà tập. Ở chỗ thằng đó không tập nặng, tập nhẹ nhẹ, tập vừa vừa thôi mà tập nhiều, tập nặng không nổi đâu. Đó. Còn nếu mà còn thêm tiền nữa phải chơi ao liếp hoặc là sức khỏe chạc trước tập, hay nói khác đơn giản thôi, ao liếp sức khỏe chạc trước tập, lộn sáng ngủ dậy đánh răng sức khỏe cũng đi bô, uống đi bô xong rồi uống ao liếp sức khỏe chạc trước tập nha, xong rồi vô tập uống BCA rồi về nhà ăn Thái Lan, đúng không? Phải về nhà uống quay co hả? Quay co có tiền thì nó mua nữa, ai biết đâu kia hết 2 triệu mấy rồi. Thì bây giờ nó còn tiền thì nó bơm chứ ai biết được nó, uống quay co là tốt. Nói chung á thì em chỉ cho nó vậy. Cái câu nói của Duy Nguyễn mà đẳng cấp là mấy bạn coi bạn hiểu nè. Lô cáp không lô sấp. Đúng không? Muốn giảm mỡ phải lô cáp. Đó là chắc chắn. Nhưng mà lô cáp lô luôn sấp là méo nha em. Nói chung mà em có mê em rồi đó, em theo nó đi. Nhưng mà chỉ cho nó tận tâm đi. Còn bữa nay á mệt mỏi trong người đúng không? Tinh thần cũng như là ức chế thì bây giờ làm xong đi lên phòng giám đốc với mấy người media nữa, đúng không, họp bàn giao để coi cái ngày mai là quay đích, đúng không, có lộn quay mông đúng không, bây giờ hai tụi em chổng mông nó chuẩn chưa đó, quay địa điểm nào, ai đi khảo sát địa điểm, ngày mai là 7 giờ sáng có mặt hay không đó, bt làm bây giờ rảnh, còn giờ bình thường thì xây làm đó vậy nha em, good job. Là người soi hóa viết cân bằng phản ứng của tình yêu, thêm xúc tác cho nhung nhớ thật nhiều, nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau, anh sợ hãi trong màu sắc dung dịch, từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen, hai thái cực tình yêu và hóa học. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.